2015, Manulife Việt Nam ra đời sản phẩm đầu tư liên kết chung mới, ưu việt nhất trên thị trường với quyền lợi bảo vệ toàn diện cao cấp, quyền lợi đầu tư cực kỳ hấp dẫn và bồi phần linh hoạt, giá trị hoàn lại vượt trội, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay vì phí ban đầu thấp nhất. Hệ số nhân cao nhất trên thị trường hiện nay lên đến 150 lần phí đóng, giúp bạn mang đến quyền lợi bảo vệ cao tuyệt đối cho khách hàng. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mới, cộng thêm quyền lợi miễn nộp phí do bệnh hiểm nghèo kéo dài đến tận 70 tuổi. Đặc biệt hơn, phí đóng của sản phẩm bổ trợ vẫn sinh lời và có giá trị hoàn lại, nên góp phần làm tăng thêm giá trị tài khoản cho khách hàng. Mua càng nhiều sản phẩm, khách hàng càng có giá trị tài khoản cao. Tất cả các đối tượng khách hàng đều có thể mua được UL, từ trẻ 1 tháng tuổi đến khách hàng 65 tuổi. Hoa hồng cao nhất lên đến 40% phí năm 1. UL mới, phí cạnh tranh hơn, quyền lợi đầu tư hấp dẫn hơn, bảo vệ lâu dài toàn diện và cao cấp hơn. Bạn sẽ dễ tư vấn thành công hơn, phù hợp với nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng trên thị trường. Hôm nay chúng ta có một sản phẩm mới rất là tuyệt vời. Sản phẩm này có thể giúp chúng ta bán được mệnh giá rất là cao và đặc biệt mang cho chúng ta rất là nhiều doanh thu. Hơn thế nữa, nó có thể giúp chúng ta hoàn tất sớm chương trình MDRT cũng như FC trong năm 2015. Vậy còn cần gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau mang sản phẩm này đến cho khách hàng. Tôi rất thích sản phẩm UL này và sản phẩm này sẽ đem đến cho chúng ta thu nhập rất là cao và tỷ lệ duy trì cũng sẽ rất là tốt. Hiện nay chúng ta đã có kết hợp bệnh lý nghiêm trọng vào sản phẩm UL. Và còn điều gì nữa ạ? Bên cạnh đó, chúng ta được gấp 150 lần cái phí đóng vào. Và bên cạnh đó các anh chị biết là cái sự ước ao của chúng ta luôn luôn được công ty tiếp nhận. Đó là lý do chúng ta không cần chần chừ nữa, chúng ta hãy tiến thẳng đến và học ngay cái sản phẩm UL này và đem đến những khách hàng VIP mình một cái sự bảo vệ cao nhất. Và Hằng nghĩ với sản phẩm này chắc chắn một điều, chúng ta sẽ đạt MDRT trong vòng 6 tháng đầu năm. UL có thể giúp cho tôi đạt được ước mơ sớm hơn và phía trước là một cái ước mơ rất lớn của ngành nghề bảo hiểm nhân thọ. Đó là thương hiệu TOT mà tôi đã ước mơ hàng năm. Thư có một ước mơ năm 2015, Thư sẽ bước lên đỉnh cao TOT. Và đồng thời, Thư sẽ phá vỡ cái luật của bản thân mình. Thư sẽ có một cái hợp đồng 100 tỷ dành cho khách hàng doanh nghiệp của mình. Mà thật sự khách hàng này chỉ cần để dành tiết kiệm có 56 triệu cho một tháng thôi các bạn. Hãy nhanh chóng tham gia khóa học về sản phẩm mới. Hãy là người đầu tiên đem đến một giải pháp tuyệt vời nhất thị trường cho khách hàng của bạn trong năm mới 2015. Manulife hứa hẹn một kỷ nguyên đột phá